Ok, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo trong khóa JavaScript của chúng ta. Thì phần hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái uh, operator đặc biệt của uh, trong JavaScript. Chúng ta không nói hết tất cả những cái toán tử mà chúng ta sử dụng cho JavaScript bởi vì đa phần của nó các toán tử mà chúng ta hay gặp thì nó đều giống với tất cả ngôn ngữ khác rồi. Đó chúng ta chỉ chỉ ra những cái thành phần đặc biệt, những cái gì mà khác giữa JavaScript và các ngôn ngữ khác thôi. Đó thì đầu tiên thì chúng ta trong bài hôm nay chúng ta sẽ nói rất nhiều đến hai cái thuật ngữ, một là true thì hai là false. Thì. Đó thì 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 true thì ở đây là gì mà false thì ở đây là gì. Đó. Thì nếu như mà như chúng ta đã biết thì, thì tất cả những cái uh, object của chúng ta ấy đều có thể convert sang kiểu boolean. Đó, thì nếu như mà convert sang kiểu boolean ấy mà nó đạt kết quả là true ấy, thì chúng ta gọi tất cả các cái object đấy là là true. Thì. Đó, còn nếu không thì chúng ta gọi nó là false. Thì. Tức là nếu như con vớt sang kiểu boolean mà nó là false thì tất cả các object đó là false, thì. đó. Còn con vớt sang nó là true thì nó sẽ là true thì. Đó, thì ở đây chúng ta chỉ sẽ chỉ điểm qua những cái gì mà chúng ta con vớt sang là false thôi, còn tất cả trường hợp còn lại thì nó sẽ là true thì chúng ta không cần nhắc đến. Đó, đầu tiên là cái uh, constant false này đúng không? Đó thì false đương nhiên là false rồi. Đó, một empty string được coi là false. Như vậy tức là một empty một cái string mà không empty thì đương nhiên sẽ là true đúng không? Đó, và null và undefined sẽ là false đó không cũng sẽ là false đúng không và not a number cũng sẽ là false đó đây là những cái, những cái giá trị bốn cái giá trị này là bốn cái giá trị đặc biệt sẽ bị con vớt sang là false còn ngoài tất cả trường hợp đấy ra thì nó sẽ còn vớt sang là kiểu true đó rồi cái toán tử đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là double not và thể hiện của nó là, nếu như nó not bình thường thì chúng ta sẽ là chấm than tôi đúng không nhưng để double not đúng không đó À, thực ra cái toán tử này cũng không có gì đặc biệt cả nhưng mà mình muốn liệt kia ra đây để cho mọi người đỡ ngỡ ngàng khi mà các bạn gặp cái toán tử này khi mà uh, chúng ta nhìn đọc cốt người khác mà chúng ta thấy toán tử này. Đầu tiên chúng ta có thấy ở cột đây là những cái giá trị có thể nhận được uh, của x uh, những cái màu đỏ thì nó là false và uh, false is, còn những cái màu xanh thì nó là true. Thì, đó, false nên như chấm than thì nó chuyển sang true đúng không? Cái mục đích khi mà chúng ta nhét dấu chấm than là gì nhỉ? Là À, thứ nhất là có hai tác dụng Thứ nhất là nó sẽ convert sang là kiểu boolean đúng không Và sau đó là nó lấy cái giá trị đảo ngược của nó Là được đúng không Thì đó là tác dụng của dấu nó này Đó false thì ngược lại là true um, Empty string thì ngược lại của nó uh, Empty string thì sẽ là false, false đúng không Thì đảo ngược của nó sẽ là true Đấy đúng không Đó chấm than của null hay là chấm than của file Cũng sẽ là true đúng không Chấm than của không thì cũng là true Chấm than của nó, nó sẽ là true đúng không Đó và đây là các cái trường hợp mà sẽ trả về true nếu như nó đúng một mình nhưng nếu nó chấm than phát nó sẽ sang false đúng không đó thì trong cái trường hợp mà chúng ta để hai dấu chấm ở đây thì sao thì là phủ định của phủ định đúng không đó tức là đó khi mà sử dụng double not ở đây là chúng ta vô tình chúng ta convert từ một kiểu object bình thường sang kiểu boolean đó đúng không đó thì ở đây chúng ta có thể uh, test thử như sau. Đó, ví dụ ở đây mình sẽ in ra bây giờ mình sẽ test thử cái uh, biến uh, empty string của ra chúng ta nếu empty string nếu như convert sang kiểu uh, boolean thì sẽ là false đúng không? Thì như vậy cái câu lệnh của chúng ta sẽ trả về là true đúng không? Nhưng nếu như chúng ta xét kiểu của nó đúng không? Nếu như chúng ta xét cả kiểu nó thì sẽ là là, là 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 false đúng không? Bởi vì kiểu false là boolean còn uh, empty string thì nó vẫn là string thôi đúng không? Đó thì cái lần thứ hai chúng ta sẽ là false này đó nhưng mà nếu như chúng ta à, lần tiếp theo đúng không lần tiếp theo rồi chúng ta convert not của nó thì chúng ta sẽ so sánh nó với chu thì nó sẽ là à, bình thường nó là empty string empty string thì nếu như con vớt thì nó sẽ là false đúng không đảo ngược nó phát nữa thì nó sẽ là chu đúng không đó thì lúc này chúng ta sẽ vừa đúng về giá trị mà lại vừa đúng về kiểu nữa. Đó. Như các bài trước chúng ta đã học là hầu hết tất cả trường hợp chúng ta sẽ dùng toán tử uh, strictly equal này, ba dấu bằng này. Đó, chỉ khi nào so sánh với null và undefined thì chúng ta mới sử dụng hai cái dấu toán tử uh, bằng bằng này thôi, đúng không? Đó, như vậy thì nếu như muốn so sánh với một cái uh, kiểu dữ liệu bất kỳ ấy, mà so sánh boolean lần thì chúng ta thường convert sang nó. Đó. bằng cách hay sử dụng hai dấu chấm này. Đó thì chúng ta có thể so sánh được với false đúng không? hoặc là bình thường chúng ta chỉ so sánh thế này thì à, lúc đấy nó quả con vứt kiểu rồi đúng không? đó à, cái này chỉ là một cái tip nhỏ để cho chúng ta biết được rằng thì thi thoảng thì nếu như các bạn đọc cốt người khác thì sẽ thấy cái toán tử này xuất hiện đó trong trường hợp đó họ à, định nghĩa rằng cái function này họ chỉ trả về kỳ chỉ trả về true hoặc false thôi đó thì họ sẽ convert cái kiểu dữ liệu của họ sang kiểu boolean đó bằng cách là thêm double not vào đó Uh, thì được sử dụng khi mà chúng ta muốn convert một object sang kiểu boolean khi mà chúng ta sử dụng hai cái uh, double not này rồi cái toán tử thứ hai chúng ta muốn nói đến là cái logical n này phép n này trong một phép toán logic đó thì thông thường chúng ta nghĩ là nó chỉ là logic bình thường thôi uh, đúng không nhưng thực ra là nó sẽ có hai cái nguyên tắc thứ nhất là nó sẽ return về cái value của cái first fossil operand opera là toán hạng nhé tức là trả về cái toán hạng đầu tiên gặp false đó tức là sao đó thì nếu như ở đây chúng ta có một cái biến x và trong đây chúng ta sẽ có hai cái toán hạng đi à, ba toán hạng đi à, một này à, ngoặc vuông này và à, và không này đó, mình đặt không lên đầu đi không rồi ngoặc à, tròn đây là một mảng rỗng đúng không đây là một số 0 đúng không đây là số 1 đúng không đó và mình sử dụng ở toán tự n ở đây đúng không thì theo bạn giá trị của x ở đây là gì đó thì nếu như mà trong cái toán trong cái 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 biểu thức của chúng ta ấy, mà chỉ toàn các cái dấu và bàn này thôi thì nó sẽ trả về cái toán hạn đầu tiên mà nhận giá trị false đúng không? Một là chuỗi false, một là chu đúng không? Không là chu false, false đúng không? Vì vậy thì x nó sẽ nhận giá trị là không. Thì ở đây nếu như chúng ta in ra à, thì nó sẽ là x sẽ bằng không đó. Thì cái này là nhằm uh, clarify một điều rằng là tất cả những cái toán hạng mà có chứa các biểu thức logic and or của chúng ta là nó hoàn toàn có thể trả về kiểu 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 object đúng không? À, nó không nhất thiết phải là kiểu boolean. Đó, nhưng giá trị của nó thì uh, hoàn toàn có thể convert uh, theo đúng ý nghĩa là kiểu boolean đúng không? Đó, không thì ví dụ như ở đây chúng ta nên nên thì cái này là chu cái này là false thì chắc chắn biểu thức này sẽ là false đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta có thể nhìn double slot thì chúng ta có thể kiểm tra được nó là false. Đó. Hoặc đơn giản là nếu như bình thường chúng ta nhét nó ít và bình thường thì nó vẫn sẽ chạy như bình thường thôi đúng không? Bởi vì nó vẫn là một cái biểu thức false đúng không? Đó, không thì vẫn là false đúng không? Đó. Thì đó là vấn đề về cái À, toán tử, toán hạng n này Và có một nguyên tắc nữa là Nếu tất cả đều là chu Thì nó sẽ trả về cái toán hạng cuối cùng Đó, thì ví dụ như là 1, 2, 3 Đó, thì thằng 1 cũng là chu Thằng 2 cũng là true Mà thằng 3 cũng là chu đúng không Đó, vậy thì x bây giờ nó sẽ là gì Nếu như tất cả đều chu Thì nó sẽ à, trả về thằng cuối cùng Tức là x ở đây sẽ là 3 Đó, x bằng 3 Rồi thì ở đây mình sẽ có một số cái phép toán thì mọi người nghĩ rằng à, ở trong trường hợp này à, biểu thức của chúng ta sẽ trả về object nào hoặc là trả về giá trị gì và nó là true hay false. Các bạn có thể pause lại một chút sau đó và để dự đoán đáp án. Đó, thì ở đây của chúng ta là tất cả đều là và, và và đúng không? Và chúng ta nhận thấy rằng true false đúng không? Vậy là nó trả luôn về cái giá trị false đầu tiên. Như vậy là thằng này sẽ trả V1 sẽ có giá trị là không và nó sẽ là false đúng không? Đó, tiếp theo trường hợp này. Đó, và trường hợp này thì nó sẽ trả về cái giá trị false của chúng ta đúng không? Là undefined, undefined chính là false đúng không? Còn trường hợp này. Đó, trong trường hợp này chúng ta có một cái string mà không bị giống tức là nó vẫn là chu đúng không? Nhưng là n là giá trị đặc biệt mà nó mang giá trị là false đúng không? Như vậy là chúng ta trả về cái giá trị đầu tiên của chúng ta gặp là false đây. Đấy. còn đây thì sao à, một là một string không empty đúng không đây là một object đúng không và đây là một mạng rỗng đúng không vậy trong cái này có cái nào là false không không có cái nào là false cả chính vì vậy mà nó sẽ trả về cái thằng chu cuối cùng đó nó sẽ trả về cái thằng mạng rỗng này đó đó là những cái gì mà chúng ta cần nhớ khi làm việc với toán tử n tiếp tục thì tương tự uh, cái điều tương tự xảy ra cũng xảy ra với toán tử o thì ở đây chúng ta có hai nếu như sau nó sẽ trả về cái toán hạng đầu tiên nếu như nó có giá trị chu đầu tiên thì nó sẽ trả về cái toán hạng có giá trị chu đầu tiên. Nếu như tất cả đều là false thì nó sẽ trả về cái toán hạng cuối cùng. Đó. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một biến x đúng không? Biến x này của chúng ta có ba toán hạng và chúng ta sẽ có này không, uh, 0 1 2 đúng không? Như vậy thì giá trị của biểu thức này uh, thì ai cũng biết là đúng rồi đúng không bởi vì là false, chu chu rồi đúng không hoặc lại thì đương nhiên là chu rồi nhưng mà giá trị của x sẽ là gì giá trị của x sẽ là cái toán hạng đầu tiên gặp chu đúng không chính là một đây nó chỉ cần gặp thằng à, toán hạng đầu tiên là chu thì nó có thể dừng lại phép toán được rồi đó thì chúng ta có thể thấy rằng x ở đây bằng một đó và trong trường hợp thứ hai là tất cả đều à, nếu như trong trường hợp thứ hai mà tất cả đều false thì sao đây à, nun này xong rồi anh này à, xong rồi à, một cái String rỗng này đó thì theo mọi người ở đây x sẽ bằng gì đó trong trường hợp này thì tất cả đều là phô thì nó sẽ trả về cái thằng phô cuối cùng đúng không mà phô cuối cùng của ta chính là một cái empty string đây đúng không đó empty đây đó x bằng này empty đó đó chỉ có cái dấu này để nó xuất hiện thôi bởi vì, vì thằng x này là empty mà đó và bây giờ mọi người thử nhìn vào cái bảng này và đoán cho mình biết kết quả của bài toán này sẽ là gì nhé. đó v 1 ở đây sẽ là gì nhỉ? À, cái ví dụ này vừa trùng với cái ví dụ vừa lấy của chúng ta đúng không? thì nó sẽ trả về giá trị chu đầu tiên đúng không? đó. thì tiếp tục với hai ở đây thì sao? Đó. false này, false này, chu như vậy là nó sẽ trả về đây đúng không? Đó. tiếp tục với 3 thì sao? false, 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 false cuối cùng này đúng không? đó. Đó, thì đây trên đây cũng là những cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng cái toán từ o và một cái sử dụng một cái 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 một cái use case mà chúng ta sử dụng cái này rất nhiều đó là à, trong trường hợp mà chúng ta muốn kiểm tra một cái biến của chúng ta một cái variable của chúng ta là xem nó có hợp lệ hay không nó có nó có là chu hay không đúng không đó thì nếu như nó nó trả về một cái giá trị hợp lệ đó, user input ở đây này, ví dụ chúng ta sẽ cái kiểm tra cái user input ở đây này nó là một cái giá trị hợp lệ, hợp lệ hay là chu thì. Đó, thì chúng ta sẽ gắn vào thằng name. Trong trường hợp mà thằng này nó là phô hay là undefined hay là string rỗng hay là không ấy thì chúng ta sẽ gắn cho nó một giá trị default gọi là NA như này. Đó. Thì cái câu lệnh if này không có đáng gì để nói cả nhưng mà chúng ta có thể rút gọn được cái 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 cái, cái bộ 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 uh, tệp câu lệnh này uh, bằng cách là sử dụng cái toán tự or của chúng ta ở đây đúng không? đó trong trường hợp này thì nếu như thằng này mà là false ấy, thì nó sẽ trả về cái toán hạng cuối cùng của chúng ta ở đây đúng không? cái toán toán hạng cuối cùng của chúng ta ở đây sẽ là NA đây đúng không? đó thì trong mọi trường hợp mà thằng này trả về false đúng không? thì nó sẽ lấy giá trị đằng sau nó đó. Đó, gán cho thằng này đó thì bây giờ thay vì chỉ sử dụng năm câu lệnh thì chúng ta chỉ cần sử dụng một câu lệnh thôi đúng không? đó thì đây chúng ta có thể tóm gọn lại bằng công thức bằng constant x bằng uh, condition ở đây nếu condition false thì nó sẽ trả về đây đó còn nếu condition đúng thì sao si, nếu như condition này đúng đúng không? thì nó x sẽ chính bằng condition này luôn đúng không đó đó em đây bằng chính nó luôn đó, thì cái UK cây này uh, rất hay sử dụng nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn kiểm tra cái giá trị uh, mà muốn kiểm tra nó trước đó, trong trường hợp mà giá trị này nó nhảy vào một số giá trị mà mà có tính phô xế thì nó sẽ chuyển sang cái về thứ hai là default, giá trị default này. Đó. Rồi cái lưu ý tiếp theo của chúng ta ấy đó là cái precedence này. Precedence là thứ tự thực hiện của các cái operator này. Đó, thì nếu như mà chúng ta có một cái biểu thức mà có cả và, cả hoặc hoặc. Đó, mà không có giống hoặc gì thì, thì theo các bạn thì cái toán tử nào được ưu tiên nhiều hơn? À, toán tử nào được ưu tiên thực hiện trước? Đó ví dụ A và và B hoặc C ở đây hoặc là A hoặc hoặc B và và C thì cái nào được thực hiện trước? Hay là nó chỉ thực hiện về trái qua phải thôi? Đó, ngang nhau thì nó sẽ thực hiện từ trái qua phải đúng không? Đó, nhưng ở đây nó sẽ ưu tiên thực hiện toán tử và và trước, đó, n trước đó chính vì vậy mà uh, nhằm cái trường hợp mà nhiều người không biết cái độ ưu tiên giữa toán hạng và và o này thì chúng ta ưu tiên chúng ta sử dụng uh, toán tử toán 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 tử đóng ngoặc sử dụng dấu đóng ngoặc để cho chúng ta force luôn là cái nào được uh, thực hiện trước cái nào được thực hiện sau đó cái dấu đóng ngoặc này vẫn là luôn ưu tiên cao nhất khi chúng ta làm việc trong một cái biểu thức rồi cái toán hạng tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu đó là logical uh, uh, Collecting operator Tức là gì Lunish là gì? Lunish, uh, là chỉ tất cả những cái uh, object mà nó có thể bị là null hoặc undefined thì gọi là Lunish. Đó là một danh từ chỉ là một object có thể bị uh, nhận một trong hai giá trị là null hoặc undefined. Đó, thì vừa rồi chúng ta học cái toán từ OR này thì chúng ta xuất hiện một cái một cái use case mà rất hay sử dụng như này. Tức là nếu như thằng condition mà là false ấy, thì nó sẽ trả về thằng đứng sau là default. Đó, thì ở đây chúng ta có một cái toán tử là lunish Operator này Thì tức là cũng qua là cái điều kiện này Nhưng mà khi mà chúng ta thay bằng cái lunish này Thì nó sẽ Strictly hơn một chút là cái thằng Condition này này Nó không nhất thiết Phải là false ý, mà nó phải Nằm trong hai trường hợp duy nhất thôi Là Null hoặc Undefined Thì nó mới trả về cái giá trị Default này Còn nếu như nó còn trong các trường hợp còn lại Nó là Empty String này hay là không Hay là False hay là NNA này Nó đều chui vào thằng Default này À đúng, nó 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 đều nhận cái điều kiện này. Nó đều nhận thằng condition này. Tức là thằng x này có thể là empty string, có thể là không, có thể là phô có thể là là uh, not a number. Đó. Thì nếu chỉ nhận giá trị default nếu như là thằng condition này là null hoặc undefined thôi. Đó. Đó, trong trường hợp này của chúng ta, thằng k này của chúng ta thì nó là null rồi đúng không? Null thì null null là vừa bắt buộc phải là falsy đúng không? Thì trong trường hợp này nó sẽ trả về na đúng không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta trả về một cái thằng k này nó không phải lunish Không phải undefined, mà cũng không phải null Mà nó là một cái falsy nhưng mà không phải undefined và null thì nó nó có thể là empty string này Đó thì nó vẫn uh, uh, ra luôn là k đúng không? Nó không giá trị na đúng không? Hoặc là số 0 đúng không? đó hoặc là not a number đúng không? N ở đây đúng không? Đó. Đó, chứ nó không nhận giá trị này này. Đó là một cái điểm mà khác nhau một chút giữa cái thằng toán tử or này và thằng toán tử null is này operator này. Và trong nhiều trường hợp ấy chỉ chúng ta hay sử dụng cái cách uh, trên này hơn, đúng không? Đó, uh, theo cái nghiệm cá nhân của mình thì mình hay sử dụng cái toán tử này nhiều hơn là cái toán tử phía dưới này. Ok, cái toán tử tiếp theo chúng ta nói đến là Optional Training. Training là gì? Ok, training là gì? Training là khi giả sử mà chúng ta mình có một object là bằng A đây Đó, trong cái trường hợp mà chúng ta hay chấm lấy một cái property của nó, ví dụ như là uh, Address chẳng hạn, address này uh, Chấm uh, Street này uh, Street này Chấm uh, uh, No number này Đó Thì cái công việc mà chúng ta chấm chấm liên tục này, này Đó là Training Đó đó là khi mà chúng ta thực hiện access vào một loạt các cái thuộc tính hay property hay function đó thì đó 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 là training đó trên là cái dạng xí xích đó, đó lên tù tùy như này đó optional training là gì ở đây mình có một ví dụ như sau trong trường hợp này mình có hai object một là một là bạn Thảo 18 tuổi và có địa chỉ ở Trần Định Duy Hưng đó một bạn thứ hai là bạn Công 30 tuổi đó cố gắng có một cái function là xây hai đó như này thì đây mình sẽ có một loạt cái 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 function như sau đó thảo này truy cập đến address để truy cập đến street này công này truy cập đến address để truy cập đến street này công c2 này thảo c2 này đó thì mọi người nhìn vào đây thì mọi người sẽ thử cho mình biết xem là dòng câu lệnh nào có vấn đề đó, thì bây giờ chúng ta xem là những dòng nào của vấn đề này. thứ nhất là cái thằng công.address.street này đúng không? Bởi vì sao? Tại vì thằng address này thằng công uh, object công này nó không có cái thuộc tính là address đúng không? Chỉ có thảo mới có address thôi. Đó, tiếp theo là thảo C2, thảo nó không có function C2 thế nên là nó không thể uh, nó, nó 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 sẽ bị lỗi đây đúng không? Chỉ có công là có cái function đó thôi. Đó thì bây giờ có cái cách nào để chúng ta hạn chế cái việc uh, uh, và nếu như lỗi thì nó sẽ là lỗi gì nhỉ? Nói thường là lỗi null pointer exception đúng không? Bởi vì khi mà chúng ta cố gắng truy cập đến một cái thuộc tính mà nó không tồn tại. Đó. Thì ở đây chúng ta có cái toán tử là optional training uh, với cái ký hiệu là hỏi chấm Xong rồi chấm một phát đúng không? Đó. Thì các bạn có thể hiểu được rằng là uh, khi mà gặp dấu hỏi này thì nó sẽ uh, thực hiện một cái điều kiện là nó sẽ hỏi là Uh, bạn có phải là một cái nonish uh, có giá trị nonish hay không mà nonish là là nonish là hoặc là null hoặc là undefined đúng không? Nó hỏi là ồ oh, cái property này nó có bị có bị null hay là có bị undefined không? Nếu có tức là nếu là null và undefined thì nó sẽ trả luôn là undefined. Đó, trong trường hợp mà không phải null hoặc là undefined thì nó sẽ cho tiếp tục truy cập đến cái thuộc tính này tiếp theo. Đó, cái này là cái giống như cái bảo vệ qua từng cái chuỗi mắt xích của chúng ta ấy bao giờ nó qua được cái dấu hỏi chấm này thì nó mới cho cập truy cập đến tiết, cái thuộc tính tiếp theo. Nếu như không qua được ấy, thì nó sẽ trả về undefined luôn. Đó. Tương tự chúng ta có một trường hợp khác là nếu như mà uh, cái function function thì cũng là chính là một cái property đặc biệt thôi đúng không? Đó, uh, đoạn cuối này thì chúng ta thay về thuộc tính chúng ta thay bằng dấu đóng ngoặc để thể hiện nó là function đúng không? Nếu như cái function này cái thuộc tính này là nullish thì nó sẽ trả về undefined, còn nếu không thì nó sẽ thực hiện cồn cái function đó. Đây đúng không? Đó thì ở đây chúng ta có bạn Thảo đây bây giờ chúng ta thử lại nhé, đó, chúng ta thử lại xem là cái uh, địa chỉ của bạn Thảo thế nào, console.log chấm Thảo đúng không? Thảo chấm address chấm street đúng không? Đó, street này thì chúng ta sẽ ra chuẩn bị hưng đây đúng không? đó trong trường hợp mà chúng ta cố gắng làm tương tự nhưng mà đối với bạn Công thì sẽ bị với tới đấy đúng không? cố gắng đọc street từ một cái undefined đúng không? đó thay vì việc này thì chúng ta thêm một cái dấu hỏi chấm vào đây thì nó sẽ trả về cho chúng ta undefined trong ngay tại đây luôn tại thời điểm mà nó truy cập đến address này nó gặp dấu hỏi này nó hỏi là bạn có phải nút không? nếu phải thì tôi sẽ trả bạn về undefined luôn Còn nếu như bạn không phải nút thì tôi sẽ trả về bạn street đó như vậy là khi mà chúng ta viết với một cái object mà chúng ta chưa biết cái structure của nó hoặc là cái giá trị của chúng ta đang cố gắng định truy cập đến thuộc tính của nó ấy, thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra nó null trước đúng không? Bình thường thì nếu như để viết dài dòng thì chúng ta cần phải trước khi truy cập đến nó chúng ta có phải chúng ta phải kiểm tra cái thuộc tính đấy có hợp lệ không đúng không? bằng cái if này nếu if cái này uh, có tồn tại thằng address thì chúng ta mới thực hiện truy cập đến cái Street của nó đúng không? Như vậy cần phải mất 3 dòng cơ đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần thêm dấu cái uh, optional training vào thế này là xong. Đó, nếu như mà thằng address này không tồn tại thì nó trả về undefined luôn. Đó, còn nếu có thì nó trả về cái giá trị của thằng name này luôn, đúng không? Cái giá trị mà nó đang cố gắng truy cập đến. Rồi, tương tự uh, tương tự chúng ta có thảo à, công C2 trước này, công uh, công chấm xây hai đó thì function này được gọi luôn đúng không nhưng mà thảo chấm xây hai thì sao đó thì chết thảo không thể xây 2 được đây đúng không đó thì trước khi mà chúng ta thực hiện uh, cái con con function này thì chúng ta sẽ kiểm tra nó trước đây đúng không đó thì nếu như bạn thực sự là có cái function này thì tôi mới gọi đó đấy thì như này không sao cả đúng không đó nó sẽ cái thảo chấm 2 hai đây đến đoạn này nó dừng lại rồi đúng không? nó không thể action cái function đấy được, đúng không? nó không thể call cái function đấy được. đó, thì để à, để an toàn hơn khi chúng ta accept cái property đó, đó thì nếu như ở đây chúng ta muốn lấy red của muốn lấy street name của công ạ, thì chúng ta có hai cách, một là chúng ta sử dụng toán tử và và này cũng được này, toán tử và và này nếu như toán tử n thì nó sẽ trả về cái gì nhỉ? Toán, nó sẽ trả về cái false đầu tiên đúng không? đó thì nếu như thằng address này không tồn tại thì nó sẽ trả về luôn là undefined hoặc null tùy vào cái giá trị của thằng address này đúng không? Nhưng nếu nó là chu thì sao chứ? Nếu nó là chu thì tức là thằng object address này có tồn tại thì nó trả về uh, trả về cái cụm này đúng không? Đó. Nếu như thằng này chu và thằng này cũng chu thì nó sẽ trả về thằng cuối này, hoặc là thằng này chu mà thằng này phô thì nó cũng trả về thằng cuối này thôi đúng không? Đó, thì nó là cái cách thứ hai. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta sử dụng cái option Training này thì cái code của chúng ta cũng ngắn hơn rất là nhiều đúng không? Đó, hoặc là nếu như chúng mà chúng ta muốn có một cái giá trị uh, default chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng toán tử ba ngôi đúng không? Chúng ta kiểm tra xem address có tồn tại không, nếu có thì chúng ta sẽ truy cập đến nó đúng không? Còn nếu không thì chúng ta sẽ gắn cho nó là NA đây đúng không? Đó, đây toán tử ba ngôi đúng không? Đó, trong trường hợp này chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng toán tử optional Training Ở đây Tức là nếu tôi có address thì tôi sẽ trả về cái street của address đó Trong trường hợp cái thằng uh, street của address này mà cũng bị null nốt Thằng street này address này cũng bị null này Mà thằng address này cũng bị null thì cũng bị return luôn này Thì nó sẽ Nhảy hết vào đây Đó thì cái này chúng ta có uh, cái toán từ này nó có một cái tên gọi khác là fallback of, uh, operator Tức là fallback tức là tất cả những cái gì fall đằng, đằng trước đó, Nó đều nhảy đó, xuống cái thằng cuối cùng này. Đó, như thế, như thế các bạn ở đây có thể thấy được rằng khi mà chúng ta sử dụng cái Optional Training này ấy, uh, kết hợp với cái cái toán tử O uh, này chúng ta ấy, thì cốt của chúng ta cũng sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Đúng không? Đó, chính vì cái sự ngắn gọn này mà trong thực tế ấy, thì hai cái cách này của chúng ta được sử dụng rất là nhiều. đó rồi một cái toán tử tiếp theo đó là cái toán tử spread uh, syntax này của chúng ta đại diện của nó là ba chấm. ở thực ra cái toán uh, cái toán tử này chúng ta cũng đã gặp một lần rồi ở trong bài uh, function ở trong phần gọi là um, rest parameter. đó thì các bạn uh, nếu như quên rest parameter là gì thì các bạn có thể dở lại cái bài nói với chúng ta nói về function để chúng ta xem là rest parameter là gì thì bây giờ mình có một cái bài toán là chúng ta cần đi tính tổng của một cái mảng đi hoặc là mảng hoặc nhiều số đi. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có hai cái element như sau. Đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng một cái parameter thuộc kiểu array đúng không? Đó, thì nếu như là array đây thì mình sẽ sử dụng cái thằng uh, reduce function reduce này. Đó thì để tính tổng uh, tất cả thằng array này đó nhưng mà khi viết thế này thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng sao nhỉ? Ok nếu như mà cái số đó của chúng ta ấy là một mảng ấy, thì chúng ta cứ chuyển vào ok không có vấn đề gì nhưng mà nếu như chúng ta muốn uh, cộng hai số này thì sao? thì không được đúng không? Bởi vì ở đây chúng ta chỉ có thể gọi cái function reduce này cho array thôi đúng không? Chính vì vậy mà khi mà chúng ta muốn tổng hai số này chúng ta không thể làm thế được mà chúng ta cần phải nhét vào chung vào một cái mảng đúng không? đó. thì trong trường hợp thứ hai cái element thứ hai này chúng ta sử dụng là rest parameter đó đó đây thì đây chính là rest parameter của chúng ta đó và thằng van lùa này trong này nó action y hệt như một thằng array thôi đúng không hai cái câu lệnh uh, return này hoàn toàn giống nhau chẳng qua nó khác nhau về cái nhận giá trị đầu vào là gì thôi đúng không đó thì uh, khi mà chúng ta sử dụng uh, rest uh, parameter thì chúng ta cái thì cái cách gọi và cái cách truyền tham số nó hơi khác một chút đúng không nếu đây chúng ta có một cái array đó à đây nếu như sử dụng rest và loại REST parameter ấy, chúng ta hoàn toàn có thể tính tổng được các số mà chúng ta truyền lần lượt và truyền bao nhiêu số cũng được đúng không bởi vì cuối cùng nó cũng sẽ con vớt sang mảng đây đúng không đây là case bình thường của nó đó và thứ hai là nếu nếu như mà chúng ta lại truyền array vào thì nó sẽ bị error một chút nó sẽ bị error đúng không tại vì sao tại vì ở đây nó sẽ coi là nó sẽ nhận vào nhiều phần tử chứ không phải là nhận vào mảng nhiều phần tử chứ không phải mảng chính vì vậy mà muốn uh, lấy tất cả các phần tử trong mạng này ra thì chúng ta cần phải sử dụng cái toán tử uh, uh, spread này chúng ta phải ba chấm ra và sau đó uh, uh, điền cái tên array vào thì lúc này nó mới giải đều ra uh, các cái giá trị uh, của, của thằng array này để nhét vào cái mảng này đó thì đó là cái cách khác biệt uh, cái cách sử dụng uh, và cái cách khác biệt khi mà chúng ta sử dụng array và rest parameter khi mà chúng ta làm cái bài toán này. Và cái ứng dụng của cả hai thằng này thì cũng như nhau, nếu như là một cái sinh gì đó mà làm chỉ cho array thôi thì chúng ta sẽ chọn cách thứ hai, cách thứ nhất. Đó, và nếu như một sinh gì mà chúng ta muốn cho nó có cái option mà lựa chọn là truyền truyền từng phần tử vào một thì chúng ta có thể lựa chọn cách thứ hai. Đó, thì cả hai cách này nó đều, đều xuất hiện ở trong thực tế cả. À, không có cái nào mà nhỉnh hơn cái nào tùy cái, cái 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 cách dùng của chúng ta thôi đó để làm rõ hơn cái này và để cho mọi người dễ hiểu hơn thì mọi người mà có thể nhìn cái phần này thứ nhất là cái spread operator này chúng ta viết là chấm 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 va lùa đúng không thì nếu như cứ chấm 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 va lùa này thì mọi người cũng có cứ convert cho mình ra là hiểu là nó sẽ là thành như này nó sẽ liệt kê tất cả các giá trị của thằng va lùa đấy ra và cách nhau bởi dấu phẩy đúng không đó. thế nên mà khi mà chúng ta có khai báo là một cái xăm chấm 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 va lùa này đúng không? Và khi chúng ta truyền vào cũng là chấm chấm van lùa này thì không khác gì là chúng ta gọi xăm này, xong rồi van lùa 1, van lùa 2, van lùa 3 này. Đó thì là kiểu nó như vậy. Và đây chính là lý do tại sao mà uh, phần trước chúng ta không thể truyền một cái một cái array vào, đúng không? Đó. Rồi và một số cái function mà nó sử dụng rest uh, parameter giống như chúng ta vừa làm đó là cái cái thằng mát này, thằng math, max này và thằng console số này. Đây, chúng ta có thể theo dõi như sau ví dụ bây giờ chúng ta sẽ cần một cái uh, chúng ta có một cái mảng A này đi bằng 3 2 1 đúng không bây giờ muốn tìm max cái mảng này thì sao bằng max chấm max đây đúng không đó thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái là cái signature của thằng này ở đây là nó 3 chấm 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 lùa đây đúng không tức là nó sử dụng rest parameter đây đúng không đó max thì chúng ta có thể tìm max của 1 đấy max của 2 max của 3 này đây đúng không đó thì ở đây nó sẽ cho tại vì sao tại 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 vì chúng ta sẽ không biết được là có nhiều khi chúng ta không biết được là số lượng phần tử chúng ta cần đúng không và nhiều khi mà chúng ta chỉ muốn thao tác là tìm hai phần tử thôi đúng không đó còn số lóc chúng ta muốn tìm max của 123 thì nó sẽ là ba đây đúng không đó và trong trường hợp này cái đầu vào của chúng ta là va lùa là rest parameter chính vì vậy mà chúng ta không thể nhét được một cái mảng vào đây giả sử nếu chúng ta nhét vào mạng thì nó sẽ có chuyện gì xảy ra chúng ta tìm max này và chúng ta chuyển a vào đấy nhá. Đó thì nó sẽ là n, n. đây, đó. đó. thay vì vậy chúng ta cần phải vì nó là rest parameter thế nên nó coi như chúng nó nhận từng cái giá trị trong cái mảng này một thì vì vậy chúng ta phải sử dụng cái spread operator như này thì nó mới ra đúng được kết quả được. Đó thì ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thêm số 9 thì cái max ở đây nó sẽ là phải là 9 đúng không? Đó, 3 và 9. Đó, tương tự ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy thằng con log của chúng ta cũng là thuộc cái thằng dạng là spread uh, parameter đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta có thể in ra biến 1, biến 2, biến 3, biến 4 đây đúng không? Thì nó cứ in lần lượt ra thôi đúng không? À, thằng x này không tồn tại thì mình cho biến thành đây. Đó, đúng không? Đó, nó sẽ in lần lượt tất cả các giá trị object để truyền vào đây. Dưới dạng là một danh sách các object chứ không phải là một cái mạng đúng không? Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái ứng dụng ở uh, uh, khá là thường sử dụng thường xuyên khi mà chúng ta làm việc với spread uh, và đặc biệt là làm việc với array. Đó thì ở đây chúng mình có một cái mảng array là hai như này. Đó thì nếu như mà chúng ta sử dụng như này này. Chúng ta muốn thêm số 5 số 6 vào cái mảng array này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm cách sau đây. Đó chúng ta sử dụng spread operator tức là tôi chúng ta giải đều cái thằng array này ra đó, sau chúng ta điền thêm 56 vào. Chú ý là đây vẫn là một mảng nhé. Đó, thì khi mà cái cách viết này tự của chúng ta thì nó tương đương với chúng ta viết như này. Đó, đó các bạn nhớ slide trước của ta không? Khi mà chúng ta viết chấm 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 này thì chẳng khác nào chúng ta liệt kê danh sách các cái giá trị nó ra cả. Đấy, đúng không? Đó, đây. Đó. Chẳng khác nào mà chúng ta liệt kê các danh sách của nó ra cả, đúng không? Rồi, đó, thì tương tự như vậy. Nếu như mà mình viết như này thì cái giá trị cái function kết quả mà mình nhận được là gì nhỉ cái array kết quả của mình đã nhận được là gì nhỉ đó thì kết quả của chúng ta nhận được sẽ là hai uh, số không được thêm vào đầu đúng không và cái danh sách này nó được uh, nhét trải đều ra đây đúng không hai ba bốn đây hai ba bốn đây đó rồi cái ứng dụng tiếp theo của spread ý, uh, là cho object nếu như mà làm việc với rest uh, rest uh, parameter ấy nó chỉ áp dụng cho array và những cái À, có thể à, duyệt được bằng vòng lặp for, người ta gọi là iterator thì mới sử dụng được trong rest à, trong rest parameter đó. Còn khi mà spread sử dụng cho object ấy, thì object không thể được truyền vào trong một cái rest à, à, một cái rest parameter đó. Object nó chỉ à, sử dụng để khi mà chúng ta làm việc rest à, với object với object với object thôi, không thể làm việc với cái rest parameter. Đó, ví dụ ở đây, à, nhưng mà Spread vẫn có thể sử dụng được cho Object nhưng mà trong một cái cây cụ thể như sau Ví dụ ở đây chúng ta có một Object tên là Công này, cũng có tuổi này và địa chỉ này Đó Bây giờ chúng ta cần một cái Object khác cũng giống đến 80% cái thằng Object này Đó Cụ thể là à, Mình sẽ muốn tạo ra một Object khác có t, Tuổi giống này và địa chỉ cũng giống, thì đó là em trai mình mà Em trai mình thì Uh, tuổi mình, em, em trai sinh đôi đi coi như bằng tuổi và sống chung nhà thì uh, tuổi giống nhau này, address giống nhau này chỉ có tên là khác thôi đúng không thì mình sẽ sử dụng như sau đó, vẫn là đóng mở ngoặc nhọn là mà, như mà một cái object bình thường đúng không nhưng ở đây mình spread hết cái ra spread hết cái object này ra sau đó điền thêm cái chữ mà mình muốn thay đổi vào đó, thì nếu như mình viết như thế này thì uh, nó tương đương với mình viết như này đó, nó liệt cái tất cả các cái uh, property ra ở đây đúng không đó name này h này address này đó sau đó là thêm cái phần tử mới vào thì đây mọi người có thể nhìn thấy rằng có chúng ta có hai toán tử à, hai cái thuộc tính name đúng không đó thì cái thuộc tính nào đứng sau ấy thì nó sẽ ghi đè lên cái thuộc tính đứng trước chính vì vậy mà nó sẽ nhận giá trị cuối cùng mà nó gắn vào thì name của thằng này nó sẽ là cương đúng không đó cương này có h à, là 10 này và address là trần thị hưng này đó Thế đây chúng ta có thể thử ở đây nhé À, bây giờ chúng ta sẽ một có một cái thằng à, công đúng không? À, có object là name là công, đó và h là 10 và à, a thread là Trần à, Duy Hưng đi, a thread Trần Duy Hưng đó, đó và thằng cương này giống hệt à, constant à, của thằng cương này à, bằng à, giống hệt công chỉ có thay tên thôi Name bằng Cương Đó Và bây giờ chúng ta in ra hàng Công Công và Cương In ra Công trước này Sau đó chúng ta in ra Cương Đúng không? Đó Ok Đó Thì mọi người có thể thấy là nội dung của Công là Công 10 tuổi ở Trần Thúy Hương Cương 10 tuổi ở Trần thị Hương Đấy đúng không? Đó là cái ứng dụng của spread Operator Trong làm việc với cái Object của chúng ta rồi ở trên đây là tất cả những cái um, hầu hết là những cái toán tử uh, khá là đặc biệt của JavaScript mà mình muốn chỉ ra để cho các bạn uh, thuận tiện hơn trong cái quá trình làm việc. Đó thì có rất là nhiều các cái toán tử khác mà nó chúng ta ít khi dùng đến hoặc là hầu hết những cái toán tử đó ấy, nó đều giống với các ngôn ngữ lập trình khác rồi nên mình không liệt kê vào đây. Đó thì nếu như bạn nào muốn tham khảo với tất cả những cái toán tử này thì các bạn hãy vào link reference dưới đây. Rồi OK xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau xin chào và hẹn gặp lại ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần detractoring uh, assignment uh, nó là gì và tác dụng của nó như nào thì uh, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu Ở trường hợp đầu tiên khi mà chúng ta làm việc với object thì giả sử chúng ta có một object như sau đó thì bây giờ mình có uh, giả sử mình sẽ cần một cái mình có một cái function khác mà nó yêu cầu mình truyền vào tên và tuổi đó mình chỉ vào tên và tuổi để làm một công việc gì đó thì giả sử ở trong trường hợp này thì mình chỉ là in ra màn hình thôi đó có có thể trong nhiều trường hợp khác mình phải gửi đi đâu đó có thể gửi email hay gì đó đó và nhưng mà mình chỉ cần tên và tuổi thôi đúng không đó và mình không cần thằng address thì cái cách làm của mình là mình tạo ra hai biến name và lấy name của thằng uh, object này đúng không thằng object này tên là công đúng không đó và một uh, biến khác tên là age và lấy của thằng h ở đây đúng không đó thì đây là cái cách thông thường khi mà chúng ta muốn cần một biến để lấy giá trị từ một cái object ra, đúng không? Đó, nhưng bây giờ chúng ta, nó sẽ có một cái chúng ta, hỗ trợ chúng ta làm cái công việc này nó nhanh hơn, ngắn gọn hơn. Đó là of Assignment, tức là khi mà chúng ta viết, đó, à, chúng ta khai báo như bình thường. Chúng ta khai báo biến name, biến age như bình thường. Nhưng mà à, chúng ta kèm thêm hai cái dấu... Uh, đóng một ngoặc nhọn đây là thể hiện đây giống như một object vậy chẳng hạn đó trong trường hợp thì tác dụng của nó là nó sẽ đi tìm các cái thuộc tính này trong thằng object này đó và gắn lại vào các cái biến này đó ví dụ như trong thằng công này mà có cái có một cái thuộc tính tên là name thì nó sẽ lấy name ra đây đó nếu như có thuộc tính tên h thì nó sẽ lấy h ở đây đó nếu như mà thuộc tính a này mà không tồn tại trong object này thì nó sẽ là undefined thì giả sử mình đã có một object tên là công này. Đó, trong trường hợp này thì mình sẽ muốn destructure tức là mình chỉ muốn lấy một số cái thuộc tính thôi, ví dụ mình lấy thuộc tính name này và Edge này của object công này, đó. Đó. Đó, thì ở đây nó gọi là destructuring assignment. Thứ nhất là assignment, đây là dấu assignment đúng không? Đó và đây là gần giống như một cái object đây đúng không? Đó và nó giống như việc là tôi chỉ muốn lấy thằng name, và Edge của thằng công người ta thôi. Đó và mình in ra ngoài màn hình là name và h đó. đó như mọi người có thể thấy đây thằng name thì sẽ là công và thằng h sẽ là 10 đây đó trong trường hợp mà mình vô tình mình lấy một cái thuộc tính gì đó mà không tồn tại trong thằng object này thì nó sẽ undefined abc chẳng hạn đó đây thì abc mình sẽ undefined đây đó thì việc sử dụng cái String assignment này sẽ giúp chúng ta giảm thiểu tối cái kết đoạn mà chúng ta khai báo thêm các, 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 các cái uh, variable này đó tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta muốn variable của chúng ta phải tên phải giống hệt như cái thuộc tính của thằng object này rồi đó trong trường hợp mà chúng ta muốn variable ta tên khác ấy, thì chúng ta cần phải sử dụng cái tên khác ở đây đúng không Ờ, cái trường hợp tiếp theo mà chúng ta sử dụng uh, để chuck assignment đó là trong trường hợp array đó giả sử mình có một array như sau đó nhưng mà trong cái, cái công việc của mình làm ấy mình chỉ muốn tham chiếu đến uh, cái phần tử thứ nhất hoặc thứ hai thôi đó mình chỉ cần lấy hai phần tử này thôi đó thì mình có thể tạo ra một biến uh, để lưu cái giá trị của uh, cái phần tử thứ nhất tạo ra một biến khác để nêu giá trị của phần tử thứ hai đó thế là xong đó là cách bình thường đúng không đó nhưng mà với dejecturing assignment thì chúng ta có thể làm cái công việc này một cách ngắn gọn hơn đó thì chúng ta sẽ thực hiện uh, assign nó vào một cái cái này chúng ta gọi là đóng ngoặc vuông đúng không để thể hiện rằng tôi đang muốn dejecturing một cái array đúng không đó thì nó sẽ thực hiện thao tác như sau này nếu chúng ta sẽ đặt các cái biến mà chúng ta muốn lấy ra đây đó thì nó sẽ lấy tuần tự đó biến nó lấy biến đầu tiên gắn vào cái variable đầu tiên nó lấy biến thứ hai nó gắn vào variable thứ hai đó như vậy là cái a và b này của chúng ta sẽ là 2 và 4 đó giả sử ở đây chúng ta có một cái array này đó chúng ta chỉ muốn lấy các bạn chú ý đoạn này chúng ta phải là dấu đóng ngoặc vuông để thể hiện là chúng ta đang muốn đi structure một cái array nhá chúng ta chỉ muốn lấy phần tử đầu tiên thôi chẳng hạn đó đó, assignment đây đúng không? Đó, thì lúc này chúng ta lấy truyền riêng thằng first này vào thôi từ đây chúng ta in the first thì có thể thấy rằng là lấy số 2 đây đó trong trường hợp chúng ta muốn lấy thằng C cần đúng không đó thì thằng C cần sẽ ở đây đó C cần đó C cần sẽ ở 4 đó, đó là cách mà chúng ta sử dụng uh, destructuring assignment trong array Ok, còn một trường hợp nữa mà chúng ta hay sử dụng cái với destructuring assignment đó là sử dụng uh, rest syntax đó, Trong trường hợp ví dụ như mà chúng ta có một cái array như này đó thì đương nhiên là chúng ta biết là cái cách mà chúng ta lấy từng cái thuộc tính của nó ở đây rồi đó nhưng trong một số trường hợp thì chúng ta muốn muốn xem là các cái phân tử còn lại thì giá trị của nó bao nhiêu thì ở đây chúng ta có thể điền cái rest syntax vào đây đó các bạn nhớ cái rest syntax này của chúng ta đến không đó thì uh, thằng first này chúng ta đã được đi structuring cái thằng phần tử đầu tiên đây rồi đó thì thằng the rest này về cấu trúc của, của syntax the rest thì nó sẽ lấy tất cả các phần tử còn lại ở đây đó, thì chính vì vậy mà the rest của ta sẽ là 468. Đó, ví dụ trong trường hợp này, mình lấy tất cả các phần tử còn lại là the rest. Đó, và mình in thằng the rest này ra. Đó, thì the rest của mình sẽ là có 6 và 8 thôi bởi vì thằng 2 và 4 đã được đi structure vào hai thằng the first first và second rồi. Đó, và cái điểm chú ý ở đây là chúng ta bắt buộc cái thằng the rest này nó phải nằm ở phía cuối cùng đúng không giống như danh sách tam số thôi đúng không đó, thằng The rest giờ cũng phải nằm phía cuối cùng trong parameter trường hợp tiếp theo đó là khi mà chúng ta làm việc với object đúng không đó thì bây giờ chúng ta đã lấy ra tuổi rồi đó bây giờ chúng ta còn các cái thông tin còn lại thì chúng ta muốn lưu nó vào một chỗ khác thì đây thì ví dụ thì mình lấy mình cho tất cả vào cái thằng rest uh, parameter này đó là The information như vậy là thằng edge đã được tách ra rồi đã được lấy ra khỏi cái object uh, công công rồi đó thì tất cả các cái, cái thuộc tính khác ý, thì nó sẽ được gắn vào thằng Azure uh, Info này. đó, thì như vậy là Azure Info sẽ có là một cái object và nó chứa các thuộc tính như này. đó. đó. ví dụ ở đây uh, mình sẽ name edge ở đây uh, abc này không tồn tại rồi đúng không? đó thì tất cả các thuộc tính còn lại khác của nó thì hãy uh, cho tôi vào in, vào thằng Info này, đúng không? và mình sẽ in thằng Info này ra. Uh, info đó, info bây giờ name và age lấy ra rồi thì info chỉ còn address thôi đúng không? đó, các bạn thấy, thấy, thấy là chúng ta chỉ còn address ở đây thôi đúng không? đó, như vậy là cái destructuring này với the rest syntax này chúng ta có tác dụng khi nào? khi mà chúng ta muốn loại bỏ một số cái thông tin nhạy cảm ở trong cái object hoặc cái array này ra ấy, chúng ta chỉ ví dụ ở đây chúng ta luôn muốn dấu h đây thì chúng ta bỏ h ra và chúng ta chỉ gửi các cái thông tin còn lại đi thôi. Đó thì đó là một trong những cái use case mà chúng ta sử dụng uh, rest syntax ở uh, trong destructuring assignment. Ok xin chào các bạn, khóa học các bạn đang xem được trích từ khóa học JavaScript for developer. Khóa học này được tạo ra nhằm mục đích là giúp cho các bạn đã biết sẵn một ngôn ngữ lập trình có thể nắm bắt được nhanh ngôn ngữ JavaScript từ đó phục vụ cho các công việc của các bạn từ front end đến backend. Thì khóa học này sẽ được mình public dần dần ở trên YouTube thì nếu như bạn nào mà muốn có thể access được full của khóa học này thì các bạn có thể consider mua khóa học ở trên Unica với dường link dưới này để được nhận ưu đãi nhất. Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có thể nhận được nhiều, nhiều nhiều thông tin hữu ích từ cái series video này. Ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn.